Ngô các bác, em lại lên sóng với các bác một cả sản phẩm loa Vatasa, một dòng thương hiệu Mỹ các bác nhá. Vatasa kiểu dáng rất là đẹp, các bác nhìn qua thấy nó rất là mê, rất giống kiểu thùng của JBL mã 6012, nhưng đây nó là một dòng loa hàng bãi xịn các bác nhá, bãi xịn của Vatasa hàng Mỹ. Đấy, rất là đẹp rồi, nguyên chất bãi. Đó, đương nhiên nó phải có vết cọ xước xước tí này. Đấy, số lượng nó rơi vào hơn 20 đôi thôi các bác nhá, hơn 20 đôi thôi, số lượng rất là ít, không có nhiều. Đấy, hơn 20 đôi thôi. Đấy, lướt qua để các bác biết đây là sản phẩm và loa Vatasa. Đấy, dòng loa full tép kèn bát 25, tối ngày hôm nay em sẽ lên sóng với các bác, thông báo các bác để chuẩn bị tinh thần đặt hàng. Một dòng loa cực kỳ là thương hiệu và chất lượng hay, giá tiền cực kỳ êm ái các bác nhá. Các bác chuẩn bị tinh thần nhá, tối ngày hôm nay em sẽ lên sóng với các bác những sản phẩm loa Vatasa bát 25 tép kèn cực kỳ là chất lượng và đẳng cấp, và giá tiền cũng rất là êm ái, các bác cứ chuẩn bị tinh thần. Rồi, trân trọng cảm ơn các bác nhá. À quên, em sẽ lướt qua những sản phẩm vang vang số vừa cập bến. Rồi, những sản phẩm vang số tiếp tục về, những dòng vang như X10 vừa về thêm. Đấy, hôm vừa rồi em chuyển đi được khoảng 20 chiếc cho các bác rồi. X10 và thêm X10 này, thêm dòng vang Party House, kiểu dáng cực kỳ là đẹp và đẳng cấp này. Party House DK3000, dòng vang cực kỳ là VIP xịn sò, dòng vang được bán chạy nhất và kiểu dáng đẹp nhất thị trường bây giờ. Dòng vang bãi cao cấp đây, vang số chỉnh tay rất là ok, thông báo với các bác để trước để tối ngày hôm nay sẽ lên sóng giao lưu với các bác trong buổi tối ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.